Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một người bạn đưa cho tôi cái đồng hồ và tôi sực nhớ đến một cái chủ đề. Các bạn có biết là cái chủ đề gì không? Tôi sẽ làm cho quý vị và các bạn biết. Thời gian nó rất là quan trọng đối với từng người, và đặc biệt trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, các bạn phải biết từng cái mốc thời điểm để chúng ta kháng cáo, để chúng ta nộp đơn khởi kiện nếu trong trường hợp hết thời hiệu. Hôm nay trong cái video lần này thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn thời gian nó quý đến mức độ nào, đó là không chấp nhận kháng cáo quá hạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người bạn, họ đến với văn phòng, họ bảo như vậy. Họ bảo rằng là họ được tòa tuyên án, và sau khi họ được tòa tuyên án thì họ chờ khi nào có lấy được cái bản án thì họ sẽ kháng cáo. Và các bạn biết rồi, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án nếu trong trường hợp các cái bên đương sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt ở tòa. Nếu trong trường hợp những cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn, bị đơn này không có mặt ở tòa thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày niêm yết bản án, kể từ ngày nhận được cái bản án. Trở lại vấn đề của người bạn của tôi, thì bạn bảo rằng là đâu có biết đâu, thấy tòa tuyên vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì cứ về nhà và chờ hoài cho tới ngày 18 tháng 1. Các bạn biết rồi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì thời hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 1 năm 2018 thì hết thời hạn kháng cáo. Tuy nhiên cái ngày mà bạn đến nhận cái bản án và sau đó bạn kháng cáo thì là ngày 18 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên thì tôi cũng đã giúp bạn làm một cái đơn kháng cáo quá hạn. Và các bạn biết không, tòa án không chấp nhận đơn kháng cáo quá hạn. Trong đơn, cái lý do không cần biết bạn là ai. Trong bài hát đó, luật nếu trong trường hợp không rơi vào trường hợp bất khả kháng, thiên tai, địch họa, những cái trường hợp bất khả kháng thì không xét. Tòa án cấp phúc thẩm đã xét cái đơn kháng cáo quá hạn của bạn và không chấp nhận cái kháng cáo quá hạn. Đó là cái điều buồn mà tôi muốn nói vào trong chương trình Chúng Ta Phải Biết Luật Ta. Chúng ta phải, khi chúng ta đi đến đâu, chúng ta làm gì, chúng ta phải căn theo những cái quy định của pháp luật. Mới sáng đây có một chị điện thoại lại cho tôi. Chị bảo rằng chị tranh chấp một cái vụ thừa kế, bản án sơ thẩm tuyên xử ngày 21 tháng 11 năm 2018. Thì tôi bảo rằng là chị cứ tính nha, từ 21 tháng 11 năm 2018 chị cứ tính cộng thêm 15 ngày. Chị bảo với tôi rằng là thế luật sư ơi, có tính cái ngày nghỉ không? Từ thứ hai, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghỉ hay không? Thưa không ạ, vẫn tính bình thường, tại vì chị có mặt ở phiên tòa thì chị phải làm đơn kháng cáo. Thì thông thường tôi vẫn thường chỉ tới khách hàng của tôi và cũng là quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Chúng ta sẽ đảm bảo từ ngày 1 tới ngày thứ 12 đi, cho nó xong, nộp cái án phí kháng cáo cho nó đầy đủ, để sau này tránh những cái trường hợp vào tới ngày đó mình bệnh hoạn, mình ốm đau thì như thế nào. Như vậy sẽ khó mà lòng mà chấp nhận kháng cáo quá hạn. Thưa quý vị và các bạn, video tới tôi cũng sẽ nói cho quý vị và các bạn để chúng ta sẽ lặp lại việc thời gian. Thời gian là một cái vấn đề
ai cũng có quỹ thời gian 24 tiếng đồng hồ hết. Và thời gian trong luật thì nó quy định rất là rõ. Thêm một cái thông tin nhỏ cho quý vị và các bạn, thì cách tính tuổi theo quy định của luật như thế này quý vị và các bạn ạ. Nếu trong trường hợp một người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì họ mới tròn 18 tuổi. Quý vị và các bạn nhớ nhé, để vận dụng trong những trường hợp là người trưởng thành, người thành niên, cả trong hình sự cũng vậy. Đối với người chưa thành niên phạm tội thì người đó có tròn là 14 tuổi chưa, người đó có dưới 16 tuổi chưa, hay là người đó dưới 18 tuổi. Thông qua cái video này tôi gửi tặng quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp chúng ta là những người xem cái video chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì ta phải biết cái điểm mà pháp luật cho phép. Hôm nay cũng xin nhắc lại cái vị khách hàng nào đó đã gọi cho tôi vào sáng nay, thì chỉ nhớ nhá, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2018.